đứng đường. Đường tàu mùa xuân ai biết em đang mong chờ, tàu về tàu đi mang theo niềm nhung nhớ. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hờn rồi, má em ứng hồng vì thèm thùng khi bên. À, xin chào anh nhé. À, trong clip này em đang test con đẩy mãi đi karaoke với mã MK 2500 cho một bác khách hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, bác Nguyễn Hải Đại, có địa chỉ số 30 Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Văn Hưởng T1 xẻng 13 xẻng 1 phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh anh nhé. Một bác khách hàng bác ấy đặt con đẩy đi karaoke, bác cậu em mấy trăm rồi để đi karaoke mà MK 2500. Em sẽ quay cái chi tiết con đẩy này cho bác khách hàng bác xem. Thì bác này vẫn muốn xem cái hàng của mình trước khi nhận được hàng. Bác khách hàng bác rất là kỹ tính mới nhé. Thì con đẩy này thì nói chung là một trong dòng đẩy mạch rất là lành. DK thì nó đẩy của nó từ trước giờ thì rất là lành, đặc biệt con này đời cao nhé. 500W một kênh ở trường khám 8 ohm và 4 ohm của nó là 750W nhé. Thì các bác đánh nếu đánh một cặp 40 như này anh căng. Và tiếng dòng này rất là sáng nhé. Hình thức đẩy thì nói chung là con này thì vệ sinh sạch sẽ đẹp rồi quá. Về bác chơi thì nó cũng chẳng thua gì để mới, nhưng mà chất âm của nó thì rất là đẹp hay, rất là hay, giá thành hợp lý với nhé. Con này giá là 3.400.000 đấy, báo giá và cũng như test chất âm để các bác nhà mình đang tham khảo cũng như đang theo dõi kênh nhà mình mua hàng nó dễ. Em sẽ quay chi tiết trong con đẩy này. Con này thì tụ nó sử dụng là tụ 120V nhé, tụ áp cao, sử dụng là 4 tụ thì 2 tụ bên này và 2 tụ bên này đấy. Đây quay vào xem tụ. Đấy. Tụ của nó rất là đẹp và chất đó nhá. Đấy. Tụ còn phẳng đây, con này nó khuất thì không quay luôn. Tụ rất là phẳng nhá. Bên này vậy. Rất là phẳng luôn. Phẳng mà đẹp. Đấy. Con này nó sử dụng là 16 sò, là sò Toshiba, sò của Nhật đó nhá. 1 2 3 4, còn đây là diode cầu. Đây là dưa le, mỗi kênh bơm một dưa le. Dây leo nguồn này, này dây rác thì nói chung là còn rất là đẹp nhé, rất là đẹp luôn, như mới luôn, cực kỳ đẹp. Dòng này thì sử dụng 9 áp vuông rồi, cho nên là nó không có sậm sẹt mấy đâu. Con này gần như không có tiếng sậm sẹt gì cả. Đấy, các bạn đeo tai nghe và biểu hiện tai nhạc thì em quay trực tiếp vào điện thoại. Hiện tại em đang test một đôi loa bắt 40 tín hiệu từ máy tính cắm vào đây như này. Đây số xe gì với khách hàng đây. Đấy. Con này thì rác ra nếu trích ra loa thì các bác đấu là 1+1- với nhé. Thì em sẽ tháo cái 2+2- ra, con này rác nó trích bên trong nó sẽ có 4 đường đấu, 4 cọc là 1+1- và 2+2- thì em sẽ tháo cái ốc 2+2- vứt đi. Để 1+1- và đánh dấu là dương âm cho bác này về bác đấu dễ. Đấy. Tín hiệu vào của nó thì bằng Canon và dưới là đường link nhé. Site là gạt lên trên cùng, mono ở giữa và bright chụp kênh ở dưới cùng nhé. Đấy. Còn đây là chế độ limit, tức là giới hạn, tức là giới hạn là công suất đấy. Này. Đây nó có một cái rác, có một cái lưới này, đó, đỡ bụi thôi nhá. Đỡ bụi vào thì nó tránh cái tình trạng là nó sẽ sậm sẹt ở cầu đít. Hai quạt cực kỳ là êm, hiện tại đang quay. Trong clip này em báo giá cái test chất âm của dòng đẩy bãi DK King MK 2500 cho bác khách hàng. Cảm ơn bác rất là nhiều và em cũng xin kết thúc video ở đây. Các bác mình đang tham khảo con đẩy này thì các bác đặt hàng có gọi sớm cho cửa hàng theo số máy cửa hàng là 0385 2228, em vẫn còn hàng thôi nhá. Đấy, vẫn còn hàng. Loa em rất là rồi. Ok, em xin chào bác ạ.